Thiên Đường, dịch vụ cho thuê ô tô uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Ninh Bình. Nếu bạn đang có dự định thuê cho mình một chiếc xe ô tô tự lái hoặc có lái để đưa gia đình, bạn bè đi du lịch thì chắc hẳn đang vân vân nên sử dụng dịch vụ thuê xe nào, ở đâu, cước phí và thủ tục ra sao. Đừng lo, đơn vị cho thuê xe Thiên Đường sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bạn. Nhanh chóng, an toàn, chuyên nghiệp, phục vụ 24/24, gọi là có, đến là phục vụ. Tại Thiên Đường, chúng tôi được đánh giá cao và được khách hàng tin tưởng thông qua hạng mục cho thuê xe tự lái, xe du lịch, xe hòa từ 16 chỗ, 7, 4 chỗ với nhiều loại xe từ giá rẻ, phổ thông, cao cấp đến những loại xe hạng sang. Mọi nhu cầu khi đến đây, chúng tôi sẽ đáp ứng nhanh và tối ưu cho nhu cầu kèm thuê xe đi lại của quý khách hàng. Với danh mục đầy đủ các loại xe ô tô mới nhất, đa dạng về chủng loại, tất cả các loại xe trong danh mục cho thuê đều được mua bảo hiểm và trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn nhất cho khách hàng. Thiên Đường cam kết và đảm bảo về chất lượng xe, dịch vụ bằng hợp đồng cụ thể với khách hàng thuê xe và khách hàng chỉ kèm thanh toán khi kết thúc chuyến đi của mình. Với một đội ngũ nhân viên trẻ, tận tụy, đầy nhiệt huyết luôn đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình một cách hoàn hảo nhất, cho thuê nhanh gọn, thân thiện để bạn có chuyến đi an toàn trên mọi dặm đường. Hotline 0975 20 7777, 0928 30 9999, địa chỉ 510 đường 30 tháng 6, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình. Xin cảm ơn.